Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, chính phủ đã có chỉ đạo cần đảm bảo đúng lộ trình, mục tiêu đã đề ra là năm 2018 cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh. Theo đó, việc làm cần thiết là xây dựng một nghị định, sửa nhiều nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn và báo cáo chính phủ trong quý 2 năm 2018. Tuy nhiên, trong khi Bộ Công Thương đi đầu cắt giảm hàng trăm thủ tục thì nhiều bộ mới ở trạng thái đang đề xuất hoặc thậm chí là chưa có động tĩnh gì. Vậy mục tiêu của chính phủ đề ra có thực hiện được hay không? Còn những vướng mắc gì? Nội dung trên sẽ có trong chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này với chủ đề Mục tiêu năm 2018 cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh liệu có hoàn thành? Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, theo đánh giá, trong năm qua, nhiều bộ ngành đã có những nỗ lực trong công tác xóa bỏ các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh gây khó khăn cho doanh nghiệp. Điển hình có thể kể tới là Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng đã cắt giảm hàng nghìn điều kiện kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp. Mời quý vị đến với phần tổng hợp sau của chúng tôi để có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này. Tính đến cuối tháng 12 năm 2017, đã có 5 bộ thực hiện ra soát và đưa ra phương án cắt giảm, sửa đổi các điều kiện kinh doanh. Bộ Công Thương là bộ đầu tiên thực hiện ra soát và có phương án cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh trong tổng số 1.216 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cắt giảm khoảng 55%. Hiện dự thảo nghị định sửa đổi để cắt giảm các điều kiện đã trình chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất bãi bỏ 118 điều kiện kinh doanh trong tổng số 345 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý, cắt bỏ 65 điều kiện, sửa đổi 53 điều kiện, chiếm 34,2%. Tuy nhiên, cho đến nay, những điều kiện kinh doanh mà Bộ đề xuất sửa đổi vẫn chưa có phương án sửa đổi cụ thể. Bộ Xây dựng cũng đã đề xuất bãi bỏ 89 điều kiện, chiếm 41,3%, đơn giản hóa 94 thủ tục, chiếm 43,7%, giữ nguyên 32 điều kiện, chiếm 15% trên tổng số 215 điều kiện đầu tư kinh doanh. Các đề xuất bãi bỏ nêu trên dự kiến đưa vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật quy hoạch đô thị và dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng dự kiến trình chính phủ ban hành trong tháng 1 năm 2018. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng tiến hành đơn giản hóa thủ tục hành chính trên 5 lĩnh vực: thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, thành lập và hoạt động của các hợp tác xã, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, đầu tư tại Việt Nam và đấu thầu, và đơn giản hóa thủ tục đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã thực hiện rà soát điều kiện kinh doanh, đề xuất cắt giảm, sửa đổi 51 điều kiện kinh doanh, đạt 16%, nhưng chưa có phương án sửa đổi cụ thể đối với các điều kiện kinh doanh sửa đổi. Riêng ngành ngân hàng nhà nước đề nghị duy trì các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng do tính chất đặc thù của các tổ chức tín dụng so với hoạt động của các loại hình doanh nghiệp khác và do tính chất rủi ro cao của hoạt động ngân hàng. Đối với 10 bộ ngành khác bao gồm tài chính, y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường, lao động thương binh và xã hội, công an, quốc phòng, tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được thông tin về việc rà soát, đề xuất cắt giảm, sửa đổi điều kiện kinh doanh thuộc trách nhiệm quản lý của các bộ ngành này. Cải cách các quy định về điều kiện kinh doanh nhằm thúc đẩy cạnh tranh, khuyến khích phát triển doanh nghiệp là trọng tâm của chính phủ trong những năm gần đây. Liên tục từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2017, chính phủ đã ban hành 5 nghị quyết yêu cầu các bộ rà soát, loại bỏ ít nhất 1/3 đến 1/2 các điều kiện kinh doanh bất hợp lý. Và nay là yêu cầu cụ thể hơn, đó là cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh trong Nghị quyết 01 ban hành ngày 1 tháng 1 năm 2018. Nhưng như phần tổng hợp quý vị vừa theo dõi, hiện mới chỉ có 5 bộ rà soát và đưa ra phương án cắt giảm, sửa đổi điều kiện kinh doanh, nhưng hầu hết đều chưa có phương án sửa đổi cụ thể. Và theo đánh giá thì các bộ ngành vẫn còn nhiều lúng túng trong công tác này. Hiện nay có 243 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, với 3.571 yêu cầu và điều kiện kinh doanh. Tính trung bình, có khoảng hơn 14 yêu cầu và điều kiện
áp dụng với mỗi ngành nghề đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực khác nhau. Các điều kiện kinh doanh được quy định tại 237 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 66 luật, 3 pháp lệnh và 162 nghị định. Không ít ngành nghề thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chưa thật sự đáp ứng tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư năm 2014 về sự cần thiết phải quy định là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn là bởi vì trên thực tế nó không phải chỉ có chừng ấy điều kiện mà chúng ta đếm ra được, mà nó còn nhiều hơn thế nữa. Qua cái khảo sát của chúng tôi thì có đi khảo sát doanh nghiệp thì có những điều kiện rất là, có thể nói là cũng không ai nghĩ rằng những thứ đó lại là rào cản, nó có những cái rào cản như thế, nó không có, không ai nghĩ rằng lại có những rào cản như thế đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, và cũng không biết nó quy định ở đâu và quy định từ đâu. Thì đấy là cái gọi là doanh nghiệp mà gọi là cảm nhận rằng họ vẫn tiếp tục gặp những khó khăn. Theo ghi nhận có được từ buổi làm việc của tổ công tác của Thủ tướng với 16 bộ ngành mới đây, thì ngoài một số đề xuất của một số bộ trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, còn nhiều bộ chưa có động tĩnh và các bộ cũng chưa có đề xuất cụ thể về cách thức quản lý đối với các danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành đang bị chồng chéo, chịu nhiều hình thức kiểm tra của nhiều bộ hoặc của nhiều cơ quan, đơn vị thuộc một bộ. Tình trạng độc quyền trong một số hoạt động kiểm tra, đánh giá sự phù hợp chưa được khắc phục triệt để. Chi phí của thủ tục kiểm tra chuyên ngành vẫn là gánh nặng lớn đối với doanh nghiệp. Trong khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có 7.698 dòng hàng thuộc 251 nhóm sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành, nhưng chưa đề xuất cắt giảm gì. Tương tự, hai bộ Tài nguyên và Môi trường, Giao thông, Vận tải, mỗi bộ cũng chưa đề xuất cắt giảm gì với hàng trăm mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành do bộ mình quản lý. Danh mục số hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành của Bộ Y tế có 802, nhưng cũng mới chỉ cắt giảm được 7 loại sản phẩm, giảm 95 số lô hàng. Bộ Y tế có tổng cộng số điều kiện kinh doanh là 853, nhưng chưa nêu cụ thể phương án đề xuất cắt giảm các điều kiện kinh doanh này là bao nhiêu. Bộ Giáo dục và Đào tạo có 241 điều kiện kinh doanh, cần cắt bỏ 121 điều kiện, nhưng bộ này cũng chưa có đề xuất gì. Hiện nay có thể nói là trong cái quản lý chuyên ngành thì mấy năm vừa rồi thực hiện nghị quyết của chính phủ thì các bộ đã có những cố gắng nhất định. Tuy nhiên là hiện tại thì vẫn còn rất nhiều vướng mắc. Thứ nhất là cái diện kiểm tra chuyên ngành rất là rộng, những danh mục mặt hàng hiện nay theo đánh giá của doanh nghiệp cũng như đánh giá của Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ là hiện nay các bộ đã giải thích là quá mở, quá rộng so với quy định của luật. Những cái điều kiện kinh doanh mà các doanh nghiệp họ đưa ra, thế thì những cái điều kiện kinh doanh này nó xuất hiện rất nhiều và nó cứ đã cắt ở chỗ này thì nó lại mọc ở chỗ khác, thì làm cho doanh nghiệp nó ở trong một cái ma trận thông tin và không biết, là đôi khi không biết rằng là mình đang bị sai chỗ nào và mình đúng ở chỗ nào, và đấy cũng là một cái mà cũng làm cho các doanh nghiệp tốn rất nhiều thời gian và công sức cũng như là tiền của. Chúng ta phải thay đổi nhiều hơn nữa, phải cải cách nhiều hơn nữa về thủ tục hành chính, và cái đó là cái đang tạo đặt ra những rào cản đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều rào cản có nghĩa là doanh nghiệp của chúng ta hoạt động không thuận lợi, không được thúc đẩy, không được hỗ trợ và không được thuận lợi, và doanh nghiệp của mình hoạt động không được thuận lợi, trong lúc đó doanh nghiệp của người ta ở bên ngoài họ hoạt động được thuận lợi hơn và càng được hỗ trợ hơn, thì rõ ràng là cái năng lực cạnh tranh, cái cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam ta nó thua thiệt hơn nhiều so với cái đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân trong nước, nó thua thiệt hơn nhiều so với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng như là so với các doanh nghiệp khác. Tất nhiên chúng tôi cũng chưa nói là 675 cái điều kiện đăng ký kinh doanh đã là cái cuối cùng mà chúng tôi vẫn sẽ làm trong cái tiến trình chung đó để giả soát chung, thì báo cáo với Bộ trưởng cũng kính đề nghị đồng chí là báo cáo lại với Thủ tướng, đấy là cái quan điểm xuyên suốt của Bộ Công Thương. Rõ ràng, đang còn rất nhiều việc phải làm, và nếu như không có sự vào cuộc rốt ráo từ các bộ ngành, các địa phương, thì e rằng mục tiêu năm 2018 phải cắt bỏ được 50% số thủ tục kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh sẽ khó mà hoàn thành. Người đứng đầu các bộ ngành, đôi khi tôi có cảm nhận người ta không biết cái việc này, cái thông tin không đến họ, cho nên những trường hợp nào mà đến họ ấy, thì tôi thấy họ đều giải quyết quyết liệt cả. Ví dụ như là cái năm ngoái chúng ta ghi nhận mấy năm, như là cái
kiểm tra hàm lượng formaldehyde trong sản phẩm dệt may ấy. Mấy năm cứ loanh quanh ở các cái bộ cục, cuối cùng xử lý mãi không được. Nhưng đến khi đến tai đến ông bộ trưởng ấy, ông xử lý ngay và bỏ hoàn toàn. Thế là doanh nghiệp phải gánh chịu cái đó trong vòng 6 năm, từ năm 2009 đến năm 2015. Và như thế là mấy năm liền là phải gánh chịu đó. Trong cái đó, khi mà ông bộ trưởng biết cái là giải quyết được ngay. Cái cải thiện điều kiện kinh doanh chúng ta đang có, cái này là một thứ mà nó ngăn cản, nó triệt tiêu, nó không chỉ là tạo ra chi phí, ngăn cản cơ hội kinh doanh mà nó triệt tiêu động lực và triệt tiêu sáng tạo trong kinh doanh. Và chúng ta đang có đà để bỏ đi một nửa số điều kiện kinh doanh hành nghề này, thì các bộ nó làm như thế, chúng ta phải thúc đẩy nó, phải tạo áp lực hành chính trong nội bộ, áp lực từ công luận từ bên ngoài, để các bộ trưởng, các chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phải làm đúng như cam kết và đúng như là nghị quyết của chính phủ. Tôi cho rằng là ở đây là không chỉ để cho cái bộ ngành dựa vào họ để họ tự động họ rà soát mà đủ. Việc đấy là cần nhưng chưa đủ. Mà tôi cho rằng là chính những đối tượng bị ảnh hưởng của chính những chính sách đó hoàn toàn có ngồi, có quyền là thông qua tổ chức của mình, chứ không phải từng doanh nghiệp cụ thể một. Thì là họ ngồi lại với nhau. Ví dụ như cộng đồng của 100 cái doanh nghiệp trong cái ngành đấy, trong cái lĩnh vực đấy. Ví dụ 50 ông chuyên xuất khẩu chuối, tôi lấy cho trồng chuối và xuất khẩu chuối. Thì họ có thể liệt kê lại những gì họ đang phải làm. Và họ là người trực tiếp nói rằng là họ đề xuất ra cái giải pháp. Đấy một cách nữa còn tích cực hơn. Theo chúng tôi, để đáp ứng được thỏa mãn yêu cầu quản lý nhà nước thì chúng tôi đề xuất cái quy trình như thế này. Xong sau đó có một cái cơ quan đứng ở trung gian thẩm định. Trong quá trình thẩm định cái đề xuất của bộ ngành lên thì xem xét theo cái góc độ đấy nữa. Và nếu như trước đó các bộ ngành ấy, là tham khảo các cái đề xuất của chính các cái đối tượng doanh nghiệp mà phải tuân thủ các cái quy định họ đặt ra, họ đề xuất ngược trở lại. Nếu các bộ ngành chủ động là tiếp thu cái đấy trước để đưa ra cái đề xuất với chính phủ trước khi thẩm định thì đấy là tốt nhất. Còn nếu không thì cơ quan thẩm định phải xem xét cả hai ý kiến hai bên. Thì tôi cho đấy là cái cách tích nhất. Và không thể chờ tuần tự từng cái này, từng cái điều kiện một, chờ tuần tự từng bộ, từng ngành một. Thì đến bao giờ? 2.000 cái đến bao giờ xong? Mà tức là gì? Từng cái giấy phép một, từng cái lĩnh vực một thì nên tổ chức với nhau như thế. Đây là đề xuất của tôi. Cái này chúng ta cũng cải cách, nhưng tôi thấy rằng cải cách cái tác động của nó cũng mỗi một lần cải cách thì nó lại có một cái tác động vừa phải. Thì rõ ràng là tôi thì tôi không kỳ vọng cái điều đó. Tôi rất mong muốn là các cái cuộc cải cách ấy, thực sự gọi là cải cách thì nó phải có một cái tác động đột phá, có một cái tác động rất lớn. Còn nếu không thì ta dùng quách cái từ, nếu không thì chúng ta nên dùng cái từ ví dụ như gọi là cải thiện một bước, cải thiện một phần nhỏ thì có lẽ nó chính xác hơn. Như vậy lần này nếu như chúng ta dùng từ cải cách thì chúng ta phải làm, phải đặt đó một là mục, đó là ưu tiên. Thứ hai làm triệt để. Thứ ba là một cách toàn diện. Và thứ tư phải đặt một cái mục tiêu là phải tạo ra một cái sự đột phá. Đã nói về bị hành thì có thể hành trong nhiều chuyện lắm. Nhưng mà riêng trong cái điều kiện kinh doanh thì việc cắt giảm và xóa bỏ các điều kiện kinh doanh là có hiệu lực trên toàn quốc. Một khi một cái điều kiện kinh doanh nào đó đã bị xóa bỏ rồi thì không một chính quyền địa phương nào có thể đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng cái điều kiện kinh doanh đã bị xóa bỏ đó. Chắc chắn là không có vì nó đã được xóa bỏ rồi. Thứ hai nữa là công tác kiểm tra thì sẽ dựa trên cái quy chuẩn và cái tiêu chuẩn do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành. Và như anh Cung nói, khi đưa ra những cái tiêu chuẩn và quy chuẩn đó thì thông thường đấy là những cái điều kiện nó đã được lượng hóa và nó rất công khai và rất minh bạch. Cho nên bản thân cái người dân và doanh nghiệp cũng có thể kiểm tra được là mình có đáp ứng hay không. Rõ ràng chính phủ cũng đã nhìn ra những vấn đề, những bất cập còn tồn tại trong công tác cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Do vậy, cũng tại buổi làm việc của tổ công tác của chính phủ với 16 bộ ngành được tổ chức vào cuối tháng 2 năm 2018 vừa qua, chính phủ đã yêu cầu cần phải gấp rút xây dựng lộ trình, phương án cắt giảm cụ thể và phải đảm bảo nguyên tắc việc cắt giảm, sửa đổi hoặc bãi bỏ phải thực chất, không cắt giảm, bãi bỏ hoặc sửa đổi theo kiểu cơ học thuần túy,
gộp nhiều điều kiện vào một điều kiện. Tuyệt đối không cắt giảm, bãi bỏ cái này lại bổ sung cái khác, hoặc sửa đổi, cắt giảm theo kiểu, thay đổi tên gọi. Khẩn trương xây dựng phương án cắt giảm, bãi bỏ điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính không cần thiết, bất hợp lý, gây khó khăn, cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Hy vọng với sự chỉ đạo quyết liệt từ chính phủ, các bộ ngành sẽ nhập cuộc một cách nhanh chóng để mục tiêu năm 2018 cắt bỏ được 50% thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh sẽ hoàn thành. Để doanh nghiệp không còn phải nơm nớp nỗi lo điều kiện kinh doanh vô lý và để môi trường kinh doanh được thật sự thông thoáng và minh bạch. Thưa quý vị, phần cuối của chương trình như thường lệ mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Thưa quý vị, tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, chị Đinh Ngọc Huyền có địa chỉ email ngọc huyền@gmail.com có viết thư và hỏi: công ty tôi đã thành lập được 3 năm, song tình hình kinh doanh không hiệu quả, không chi trả được mọi chi phí. Giờ đây thì tôi muốn tạm thời đóng cửa doanh nghiệp một thời gian để tìm ra hướng đi mới. Vậy thì luật sư cho tôi hỏi, tôi có thể tạm dừng hoạt động của doanh nghiệp không và thủ tục làm như thế nào? Xin luật sư trả lời. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Theo quy định tại Điều 200 Luật Doanh nghiệp năm 2014, trong trường hợp này, doanh nghiệp của bạn có thể làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản, ghi rõ về thời điểm và thời hạn tạm ngừng kinh doanh cũng như thời hạn tiếp tục kinh doanh gửi cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất trong vòng 15 ngày kể từ ngày bạn tạm dừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Trong thời hạn tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ các loại thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành các việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ khách hàng và người lao động có những cái thỏa thuận khác. Ngoài ra, công ty cũng cần phải nộp đủ các tờ khai, các báo cáo thuế đến các cơ quan có thẩm quyền, cụ thể là cơ quan quản lý thuế trực tiếp của mình. Và để làm thủ tục tạm ngừng đăng ký kinh doanh, bạn có thể vào trang web của, tôi lấy ví dụ là của, nếu như công ty của bạn có trụ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội, bạn có thể vào trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Trên đó bạn sẽ được hướng dẫn thủ tục các loại tờ khai một cách công khai và minh bạch. Cảm ơn luật sư ạ. Thưa luật sư, có anh Nguyễn Thanh Liêm ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có hỏi. Thưa luật sư, cháu muốn hỏi một người nước ngoài, cụ thể ở đây là người Hàn Quốc, góp vốn ở một công ty cổ phần và bây giờ anh ta muốn bán cổ phần đó và về nước. Vậy thì sếp của cháu muốn mua lại cổ phần này thì cần phải làm những thủ tục gì? Cháu xin cảm ơn. Mời luật sư trả lời ạ. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014, quy định tại Điều 119, thì trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các cổ đông sáng lập có quyền chào bán, chuyển nhượng cổ phần của mình cho các cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, trong trường hợp câu hỏi bạn đưa ra thì cũng là một câu hỏi rất là chung chung và tôi không biết được cái thời gian mà công ty của bạn được thành lập. Chính vì thế, nếu như công ty của bạn được thành lập mà tính thời điểm bạn gửi câu hỏi cho tôi mà chưa đủ 3 năm thì người cổ đông Hàn Quốc muốn chuyển nhượng số cổ phần này, thủ tục đầu tiên là người này sẽ phải chào bán cái cổ phần phổ thông của mình cho các cổ đông ở trong công ty. Và khi các cổ đông trong công ty không mua thì anh này mới được quyền chào bán cho những người khác mà không phải là cổ đông công ty. Và hết thời hạn 3 năm thì người cổ đông Hàn Quốc có thể chuyển nhượng cho cổ phần của mình cho những người khác mà không phải là cổ đông trong công ty. Tôi xin hết. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.